phép thuật, quái vật và những thứ tốt đẹp từ những năm 70. Đây là những nguyên liệu được chọn lựa để tạo nên một buổi chơi D&D hoàn hảo. Nhưng Thiện cùng nhóm chơi đã lỡ tay thêm một yếu tố nữa: Disco. Và biệt đội Asker đã được sinh ra. Joe, Ray, Michael và Grace đã dành cuộc đời của họ để đẩy lùi các thế lực ma thuật hắc ám trong thế giới âm nhạc đầy náo nhiệt Dazzling Water theo cách hề chúa của riêng họ. Người có thể nghĩ trong đầu nhân vật của mình vào trận và được reveal cho camera, cho khán giả như thế nào? Để tôi lấy xe cho các bạn, để con phi 1m3 như con nít, lấy xe cho các bạn. Để tôi cung cấp vũ khí cho các bạn. Để tôi moonwalk cho các bạn xem. Để tôi... Con quỷ bay, nó lấy hai cái chân sau của nó cặp vào vai của mày và ném lên không trung, xe của mọi người đến. Cậu nó chưa bay cao không? Cao đến mức plot cần thiết. Cái đường đang rất là hỗn loạn, có một cái chiếc xe hình như là thằng nào đó đang xỉn, đang lái xe hay gì đấy, nó chạy qua trái rồi nó quẹo phải, nó đang cố né tất cả những cái con người nằm trên đường đấy. Rốt cuộc nó chọn là nó tông lên lề. Khi mà cái cậu thanh niên kia vừa la một tiếng thì cái chiếc xe đó cũng tới trước cái bậc thềm, nó tông thẳng vào bậc thềm, bay lên một khoảng, cái người lái xe đưa tay ra ngoài nắm lấy chân cậu ta kéo xuống. Sau đó chiếc xe hạ xuống mặt đất, đặt xuống cái râm, xoay một vòng và thắng lại trước mặt tất cả mọi người. Đường kẹt thế. Trời ơi, bật cửa ra ỏi. Michael bật cửa ra, chặt chịu hồi con echo của mình xong đứng nhảy. Đây là một game D&D đậm cá tính và âm nhạc với rule of cool, luật của sự cool ngầu được áp dụng để phục vụ cho câu chuyện. Nếu các bạn thích các nội dung D&D như thế này thì like và comment bên dưới để mình biết còn làm thêm nhá. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh. Thiện mua được nhạc bản quyền dùng trong video này là hoàn toàn nhờ các bạn đấy. Mọi người bật cam nhá. Sẽ có đoạn cần biểu cảm nhân vật và thực hiện động tác nhảy. Wait, what? Anh phải cảnh báo anh chứ, em đi thay đồ đây. Từ đó em phải đi thay đồ ấy kiểu. Cho tôi cái phép bạn ơi. Invisibility. Invisibility. No. Khi mà bắt đầu phải nhảy, bắt đầu em sẽ biến mất. Đúng rồi, đúng rồi. Không, nó không đánh tạo thì biến mất. Ê bạn, đáp cho mình với bạn. Đáp cho mình với. Được, được, được. Nhiều sót lắm, không sao. Nhiều sót. Mình sẽ bắt đầu ở một cái cảnh cinematic một tí. Cái combat đang diễn ra và cái entrance của mọi người sẽ là hoành tráng lao xe đi đến hiện trường đánh bọn quái vật. Mọi người có thể nghĩ trong đầu nhân vật của mình vào trận và được reveal cho camera, cho khán giả như thế nào? Để tôi lấy xe cho các bạn. Để con phi 1m3 như con nít, lấy xe cho các bạn. Để tôi moonwalk cho các bạn xem. Mà cứ xem là moonwalk. Ray sẽ ngồi gì đâu. Trong khi đó Joe sẽ ngồi phía sau bắt đầu lôi hai cái drumstick cho người nghe. Xoay. Để show thao. Để tôi cung cấp vũ khí cho các bạn. Để tôi hi hi. Tao lái xe rất tệ. Vì bật cờ đèn công an xong phóng lên lệ xong các bạn ngồi hết. Ta là cảnh sát, ta được quyền. Rồi, những ánh đèn neon sáng rực chiếu sáng đường phố, những âm thanh đầy sôi động cất lên trong không gian. Chào mừng đến với thành phố cảng huyền thoại, nơi pha trộn những sự hiện đại và những phép thuật kỳ ảo cùng với nhịp thở đầy náo nhiệt sôi động thành phố Dazzling Water. Tại Dazzling Water, âm nhạc là linh hồn của thành phố. Những giai điệu funk nổi tiếng, những bản nhạc jazz bay bổng và những điệu disco cuồng nhiệt vang vọng qua khắp các nẻo phố. Ngày cũng như đêm, những nghệ sĩ tài năng và phù thủy âm nhạc biến những cung đường thành sân khấu, khiến người dân và du khách chìm đắm trong những điệu nhảy không ngừng. Trong thành phố này, công nghệ tiến bộ và phép thuật kỳ ảo sống chung một nhịp. Chào mừng tới với Dazzling Water. Cảm ơn. Và đêm nay, cũng như bao đêm khác, thành phố sáng đèn neon đến tận 1 giờ sáng. Chiếc đèn neon nhấp nháy, quán rực đỏ disco. Mọi người sẽ tưởng tượng giống như một cái cảnh trên phim cinematic, cái camera đang quay vào cái đèn neon nhấp nháy. Xong rồi, từ ngoài camera, một cái đèn đường đổ hang vào cái đèn neon đấy.
các cái tia lửa lóe lên. Và camera quay ra, đường phố hiện giờ đang hỗn loạn. Những con quỷ con đang bay trong không gian, bay đến chỗ những người dân đi qua đường trái bên phải ở cái ngã tư và cào cấu vào những người dân. Ở trước cửa cái quán disco, những người mà ở trong quán chạy ra hoảng hốt la hét. Theo sau họ là một vài con quỷ khác. Có con quỷ trườn dưới đất, trông nó như là một cái ooze, một cái thể dung dịch lỏng thổi ra axit về phía người dân. Có con quỷ có những cái bộ râu xồm xoàm nhưng mà nó di chuyển lay động được giống như cái xúc tu ở chỗ cằm của nó. Ở ngoài, cảnh sát đã đứng sẵn, lấy xe cảnh sát chặn ở hai bên đường. Họ nổ súng vào những con quỷ này, không hề hấn gì. Các cảnh sát lên tiếng: "Cố luật sư, khoảng 2 phút nữa đội đặc nhiệm át cơ sẽ đến." Cậu này vừa nói xong thì một cái con imp, con quỷ bay kéo đến, nó lấy hai cái chân của nó cặp vào vai cậu này và ném lên không trung. Xe của mọi người đến. Hãy miêu tả cái entrance của mọi người. Cậu nó chưa bay cao không? Cho khoảng cao đến mức plot cần thiết. Cao đến mức plot cần thiết. Okay. Cái đường đang rất là hỗn loạn. Có một cái chiếc xe chạy kiểu hình như là thằng nào đó đang xỉn, đang lấy xe hay gì đấy. Nó chạy qua trái rồi nó qua phải. Nó đang cố né tất cả những cái con người nằm trên đường đấy. Rốt cuộc nó chọn là nó tông lên lề. Khi mà cái cậu thanh niên kia vừa la một tiếng thì cái chiếc xe đó cũng tới trước cái bậc thềm. Nó tông thẳng vào bậc thềm, bay lên một khoảng. Cái người lái xe đưa tay ra ngoài, nắm lấy chân cậu ta kéo xuống. Sau đó chiếc xe hạ xuống mặt đất, đạp xuống cái rầm, xoay một vòng rồi thắng lại trước mặt tất cả mọi người. Mẹ đường kẹt thế. Thằng lấy xe la lên. Đúng rồi, trôi bật cửa ra ỏi. Gray bật cửa ra lăn xuống đất. Michael bật cửa ra chặt chịu hồi con đi, chịu hồi con echo của mình xong đứng nhảy. Raya, cô phải coi lại cái lái xe. Lần sau nữa tôi lái nha. Cậu lái 10 năm sau chưa tới, tôi lái, thấy không? Lái còn cứu được hẳn một người. Già rồi, thì ngồi sau đi. Tiền sẽ phối. Tiền đâu mà tiền. Sau khi lấy lại tinh thần, bắt đầu chụp đứng dậy, bắt đầu mới lòi hai cái drumstick của mình ra, bắt đầu gõ vào chung, tạo ra tiếng nhạc. Từ khi cái cửa xe mở ra hoặc là có khi từ khi xe đến mà kéo cửa sổ xuống đã nghe thì tiếng nhạc ầm ĩ trong xe rồi. cho cỏ chọn, tại vì cỏ lái xe nhạc funk, nhạc disco hay là nhạc jazz. Chỉ một trong ba thôi. Disco rồi. Khung cảnh đường phố cũng khá náo loạn. Token hỏi chấm sẽ thể hiện một vài người dân còn sót lại. Họ vẫn đang cố chạy thoát khỏi cái khu vực này. Initiative của họ sẽ là cuối bảng. Mọi người khi mà đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy ở trong không trung có 6 con imp đang bay. Bọn chúng hiện tại vẫn đang bay là trên mặt đất để cào cấu, cắn xé người dân. Đây là một con quái vật trông như là một cái đống bầy nhầy ở dưới đất và có một cái miệng nó trườn trên mặt đất khá là chậm chạp. Ở đây là con quái vật, nó đang đứng trên mũi một cái xe ô tô, cười khoái chí. Các cái râu của nó có vẻ như là các cái xúc tu có thể dùng để chọc vào mọi người, và nó cũng cầm thêm một cái vũ khí lưỡi giáo dài. Michael, người đi đầu tiên, đã recover từ cái việc lái xe của Ray. Michael sẽ moonwalk về hướng này một chút xíu, xong đó xoay 360 độ, chỉ thẳng tay vào cái con này và la lên: "Yo, mày sẽ biết tại sao tao gọi là full house, baby." Xong rồi chịu hồi Michael lên xe. Michael bây giờ sẽ quyết định xây thêm một vòng nữa và sau đó lấy súng bắn cái con đó. Cái 12 Huy nhát bắn của Michael vừa xoay vào, xoay xong con đấy đã không còn ở vị trí cũ nữa, nó đi hơi chậm nhưng mà có vẻ là nó đang nhảy ra cái phía người ở gần nó, nên là Michael đã bắn trượt phát vào dưới đất. Tôi biết không, bắn lại thêm một lần đó. Okay. 17-27 thương rất nặng. Đúng rồi, lúc mà Michael vừa mới nói xong là bắt được tí thôi, xong cái kiểu tay nó bị quen vào cái tay, có cứ bị quen cái nòng súng anh, xong nó ấn đại, xong cái bắn ngay trúng đầu con quái đó. Cả cái phần bầy nhảy của nó thủng một lỗ và các cái đấu bầy nhảy nó tóe ra phía đằng sau con thú. Wow.
Michael có di chuyển đến đâu không? Dạ không, tìm đứng đó thôi. Giúp mẹ em kết thúc lượt. Grace, sau khi ngồi khỏi xe thì Grace bắt đầu bò dậy. Anh ấy bung cánh ra và từ đâu ra một cây kiện 100 mét. Anh ấy phóng lại phía con này. Anh ấy phan nó một phát bằng cây kèn của mình. 18. Đúng. Đúng không? Đúng. À, 8 đẹp. Grace lấy kèn của mình bay và cái đống bầy dày dưới đất. Có vẻ nó khá đau rồi. Gần tan rã. Một lý do nào đấy nhìn hai cái thằng Michael đấy, anh cứ tưởng tượng ra cái hình. Biết cái trò mà Michael Jackson nó nghiêng người đến trước không? Tưởng tượng một thằng đỡ cho thằng kia nghiêng. Ok, đây là bọn im. Hai con sẽ bay đến chỗ Joe. Hai con sẽ bay đến chỗ một người dân ở đây. Và hai con sẽ bay đến chỗ một người dân ở xa. Bọn nó cắn về phía của Joe. 13 chúng. Nhưng mà Joe thì bắt đầu là lấy cái bút của mình và mấy cái drumstick của mình và gõ lên không trung, tạo ra tiếng Siri, cast Siri. Bắt con này roll lại. Vẫn chúng. Tam này sẽ nhân đôi thể hiện cho hai con cắn. Con cắn dần xuống. Bọn im này có vẻ đi theo đôi và bọn nó hai con bay đến chỗ của Joe cắn và dùng cánh để quạt vào mặt của Joe. Các con khác cũng ra cắn về phía người dân. Một vài người cũng ngã xuống. Đến lượt của con bậy nhảy dưới đất. Hiện tại có Grace đứng cạnh. Những cái thứ mà còn lại cái phần thân của nó sẽ cố gắng là ngoi lên vào chân của Grace. 14 trượt. Con này nhảy từ trên mui xe xuống. Nó nói tiếng gì đó. Thấy rằng nó đâm vào Grace một cái giáo 21 ở chúng. Grace lăn cho anh một cái Constitution saving throw. Không vấn đề. Và nó sẽ một cái xúc tu từ chỗ râu của nó sẽ chọc về người của Grace nữa. Nhưng mà trượt. Ray, cậu cảnh sát mà Ray cứu từ nãy đã gật đầu cảm ơn. Xong rồi chạy về phía bên trái rồi, ra khỏi map. Cậu la lên: "Ôi, xong rồi thôi, biệt đội Asker đến rồi." Đến lượt của Ray. Ok, bạn ơi. Nghe Grace với Ray nói giống nhau. Thì Ray lôi một cái cây bass bự gần bằng người của cô ta từ trong xe ra. Cây bass hình giống như cái balloon. Một cái slide. Cái gì cô ta slide một phát. Sau đấy rồi chở cây rìu đập vào. Sao chở cây con thử gần ta tư lát quá. Lôi bass xa xong glitch. Slide không phải click. Rồi. Đi. Đây, giúp đánh con này bằng 3 đồ S. Ok, hóa ra không phải slide để gửi mà slide xong. Đúng rồi đấy. Đúng không? Chính thì không trúng. Còn phát đánh nữa không? Trúng, em lầm. Miêu tả đòn kết liễu con bầy nhảy này. Chết luôn. Vừa lao tới đập xuống thì cái đống bầy nhảy đó nó lúng vào. Cái cây bass của ta cũng lúng vào trong đó. Dây đèn bắt đầu dính. Toàn là cái thứ slam đó của ta bắt đầu xong rút nó ra. Thì cái đám đấy nó tan ra thành nước. Gãy vô không ra tiếng. Dây đèn dính slam chứ gãy không ra tiếng. Tọc. Xong rồi cô vũ cái đèn. Nó ăn như vậy là hư đèn đó. Anh cho em hư bàn đó hả? Còn cái chim bét của tôi. Bọn lấy nhắc cổ đánh xong rồi. Anh sẽ cho là cái cây bass của Ray nối Bluetooth vào cái xe nhá. Khi nào muốn đánh rồi. Chạy vào lớn nhất sớm luôn. Rồi Joe. Joe thì vừa vậy con im nó cào hai phát xong. Ướt máu rồi. Sau đó là Joe mới cắt là Misty Tap chạy đi. Cuốn thôi. Kế bên Ray đi. Chạy đến kế bên Ray. Thì sau đó là thấy bị cào hai phát xong. Bắt đầu búng tay phát, gạch đèn phát, biến mất. Trước sự thấy của hai con đó, hai con im. Em biết cái kiểu của Jim Carrey, cái Green Mask không? Mọi người biết cái đấy không? Cái, sao kiểu gãy đàn một cái xong quay. Nghĩa rất dụng. Lóc xoay, biến lóc xoay, biến mất. Sau rồi xuất hiện lại chỗ khác. Sau rồi xoay lại cáp Hypnotic Button vào phạm vi là em vẽ nhá. Bây giờ mọi người đang đứng khá xa nhau và cái phép đấy nó có ảnh hưởng cả đồng đội. Kéo lên đi chúng ta hai con ở trên. 14, 11, 8, 14 có qua không?
14 qua. Con ở gần pass, còn đâu hai còn lại là đây rồi. Thì bắt đầu là Joe sau khi mà xuất hiện vị trí này, bắt đầu xoay qua và bắt đầu là tạo ra một cái đèn trước mặt tụi nó, búng tay phát và bắt đầu tụi nó đi gì. Đó là kết thúc luôn. Em sẽ đang concentrate vào phép đấy. Có một cái này thì anh nhắc về luật là một turn không thể cast hai phép có level được, nhưng mà lần này thì anh cho, tại vì em mới chưa biết. Thường có một cast một phép level thì cái hành động còn lại chỉ có thể dùng cantrip thôi. Và đến initiative không thì tất cả người dân, người này ngất rồi. Người này sẽ chạy ra khỏi map, người này cũng ngất rồi, người này chạy ra khỏi map. Michael Michael quyết định xoay 360 độ thêm một lần nữa, nghiêng à. Michael quyết định bắn hai con im ở phía sau đó. Rơi xuống. 17. Bắt được chúng và chủng cánh nó lảo đảo ngã xuống đất chết. Và sau đó sẽ bắn con còn lại, bắn con còn lại bằng extra attack. Khoan, xài inspiration được không? Được, Bardic Inspiration được xài. Đây là 6, xài không? Yes. Okay. Để 8 nhé. Và let's go. Let's go. Rồi. Let's go. Spy đứng lại. Đây. Cuốn cảm hứng. Sau khi mà thấy Michael giết được xử lý được một con, xong rồi Joe say sắc. You got it man. Damn bro. Nhạc ông hay quá, làm tôi điên lên vì nó, baby. đang ngắm trượt nhưng mà sau giống như phim Wanted, khớp phim đạn. Phiu. Bay quay lại. Gì đạn bay giống. Em sẽ di chuyển. Rồi xong, Michael sẽ kết thúc lượt tại đó. Anh nhảy qua cái bóng mình. Như nhảy qua một màn sương. Grace. Ok, Grace sẽ nhảy qua bên này. Ui, anh ta đập cánh bay lên. Bay lên nóc xe. Anh ta moi đâu ra một cây saxophone. Bắt đầu cắt. Bỏ kèn bẩn rồi, saxophone. Bắn rồi, saxophone. Và con nào? Tôi để hết vào con chưa tôi mặt đẹp. Success. Nó khè lại. Ok, mày không cảm nhận được ra là con mày. Nó đến từ địa ngục mà phải đánh róc chứ nó mới được. Cái kiểu này đây là tiếp thu cho boss cuối. Oh shit. Chuyển sang chơi khó thì như vậy. Chúng ta cần mua guitar điện. Đâu có keyboard. Grace còn làm gì nữa không? Chúng ta cần mua keyboard. Nó xoay 360 độ, cố gắng copy lại tư thế của Michael. Ok. Ethan à? Không có tâm hồn của tôi đó. Anh nói là nên đi lưu chuyện với nhau, baby. Ok. Rồi xong mày đi. Điều sao? Sao? Yên tâm, tôi không chết được đâu các bạn à. Đây là một đòn đánh tượng trưng cho cả ba con và Grace, chúng là cả ba trụ. Rồi. Oh shit. 9 nhân 3 27 đam. Ba con. Chết. Chết rồi. Thì là mày xoay. Không thấy bạn với con ở trước mặt. Anh cố gắng là dùng cánh của mình để bảo vệ cái saxophone. Rồi ăn rất nhiều đam. Đây là một đòn tấn công tượng trưng cho hai con vào Michael. 18. 18 chúng. 8 x 2 là 16 đam. Con dâu đang bị hypnotic pattern, không làm gì. Ray. Ray cast double more lên người mình. Rồi, khoan, nếu mà em bay thì em có thể đứng ở trên đây không? Trên đầu nó. Được trên đầu. Ừ, được. Nó đang nằm. Nó đang nằm. Ok, mình hạ cánh lên người bạn. Cây đè vẫn còn dính một đống slam. Đang có double more hoặc cây đè vô con này. Có một mechanic về mấy con minion mà nãy em quên. But never mind. Cái này thì không liên quan gì rồi. Chưa. Em có cái Guy Shrek. Em được cộng 10. Nát 1 luôn luôn auto trượt kể cả có bao nhiêu. No. Đập lại lần nữa. Đập như quạt rùa trên không. Còn nam của Dark Mo nữa. Rồi. Liếm bạn cái nữa. Đấy, số 7. Số 7. Thì là cái đòn đánh trông như thế nào, vừa đập vừa liếm à? Dark Mo là một kiểu cô ta vừa cái gì, cô ta vừa bay vừa click cái bass của mình, sau đấy thì một cái lỗ hổng xuất hiện trên đầu cô ta, sự một cái lỗ hổng hư không xuất hiện trên đầu cô ta, như một đống răng nanh chạy lại click liếm con được nhau. muốn cho hiện ra từ cái bass, sau cái bass lè lưỡi ra. Đúng,
đúng rồi á, kiểu anh biết cái con tủ thôn đồng tử không, kiểu nó lòi ra thế nè. Rồi đập vào một con xong rồi cái lưỡi của cái bass nó lại ra liếm còn lại hai con chết. Bọn minion thì anh thường dùng một cái mechanic là cliff. Nếu mà bọn nó gần nhau và em gây đủ đam để giết nhiều con thì em sẽ giết được nhiều. Cái đoạn mà Michael bán anh quên ấy, đáng ra là phải một phát giết được hai con luôn. Anton. Okay. Joe. Sau khi làm hai công chuyện đấy gì thì bắt đầu cho Ray cây rapier bên trái của mình ra, bắt đầu hit my turn, bitch. Cái rapier có phải là cái gì nhỉ? Vĩ. Cái này này. Cái Vĩ kéo. Bắt đầu là cho lộn một vòng qua sát con này. Bắt đầu là anh không đi, anh chỉ lộn. Kiểu như lộn cầm cái double bass lộn theo. Rồi lộ trong rồi. Sao lộ? À, không chồng chồng đang muốn quay xuống lộ rồi. Lộ rồi bắt đầu là lấy cái vỉ ra không, xong rồi chọt trên người con im. Nhờ sử dụng mười lucky. Ok. lucky 13 trúng. Ok 7 đam. Cần con hiểu này cần xin người. Sử dụng Border Sun để kêu ông con cánh sống lại. Ông phải máu. Kêu lưng quớt nó cắt lên level 3. Chính mắt. Kêu lưng quớt bạn nói gì bạn? Nói gì đi. Nói gì đó để cách phép. Nói gì đi. Ok bro, sống lại đi bro. Đừng có tôi bro. Sau đó thì vĩ. Lấy cái vĩ của mình xong rồi vẫy vẫy vẫy. Xong rồi rồi đàn tiếp. Grace chợt tỉnh dậy với tiếng okay, đàn. Tiếng đàn hơi đục do có máu con im. Thì đến Michael, hai con im đang ở cạnh trên bản đồ. Michael. Ngoài ra còn có một con im đang bị hypnotic pattern và một thằng dâu rìa đang hypnotic pattern. Kiểu Michael cảm nhận mình là diễn viên mà sao bây giờ bắt phải tự làm mấy cái scene vậy, phải tự làm mấy cái cảnh hành động vậy. Michael không thích. Michael kêu thế thân của mình kiểu làm giùm Michael trao đổi vị trí với thế thân. Stand up. Mà ra đây là người thật đi theo. Michael quay lại bảo bạn ơi, ê yo bạn ơi. Đúng rồi, dạ đúng rồi đi. Dạ ok chuẩn bị nha ba. Ok ok bắn cái con đứng đây hiện tại đang đứng kế bên thế thân của mình. 21. Okay. Với một phát bắn này là xuyên táo luôn hai con. Thế thần. Khoan từ xin kiểu gì. Kiểu gì cơ. Ủa khoai. Ủa giống như con vừa nãy ấy. Cái one tần này. Kiên đã cắn. Không cần make sense không. Gần nhau là được. Viên đạn bay hình dùm cung. Đạn bay hình vòng cung. Bay. Nó bay như thế này. Tao phải rượt qua Grace. Mọi người nghe được thấy thân của Michael quay lại nói anh ơi tăng lương giúp em. Em đi ba. Sẽ thấy lúc đấy thấy thân của Michael cũng rất hiểu đang nghiêng sang phía còn lại để bọng bay đạn bay vòng cái lưng. Bạn ơi cắn thôi. Grace. Thanks. Ok. Sau khi Grace bị ba con minion thông chết thì anh ấy đã tỉnh dậy. Cái gì đây? Bắt đầu dùng Dark Mo bay xuống chỗ này. Okay. Ui. Bay. Ừ bay. Chết nữa nè. Tao cá chết nữa nè. Ê, bét kiểu đây. Don't do it. Oh shit. Dẹp. You have inspired. Inspired đâu. D8. Châu đứng cạnh, ông có inspire. Ông vừa nói vừa kéo đèn. Inspire. Trúng. Thấy ngơi. Trúng. Đập đâu phán, xong liếm đâu phán nữa. Liếm. 22. Bông. Đây là saxophone đúng không? Đúng rồi. À. Đúng rồi. Nó chết rồi. Rồi, thằng niên này đã tỉnh vì anh đang. Grace có làm gì không? Thôi xong, còn gì không? Xài hết đi. Không có gì hết. Nằm xuống đi. Nằm xuống.
Á đồ nằm xuống. Cầm xuống giặc, nằm xuống giặc. Ok. Nằm xuống đi, cánh đập. Đập xuống lại. Nằm xuống sẵn kêu. Giả chết. Nó ơi, thật nhảy nó không chỉ là 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 Ừ, bà ơi, sao nó tỉnh dậy rồi nè. Không. Ok. Em được tăng lương. Kì, thay như tỉnh dậy. Clay vào Grace. Chưa. Là một bạn. À không chưa. Ok. Tanh được. Nó dùng dâu nấu quạt phát nữa. Ok. Tanh được. Tanh được. Clay. Người nó 22 máu rồi, nó chết rồi. Yên tâm. Bay đi. Cô ta trượt từ trên cái mũi xe xuống, sau đó kiểu le phóng lại thẳng phía con này. Cast Darkmoor thêm một lần nữa. Cái đàn liếm nó một cái. Chúng mình có 9 đam Darkmoor, 12 đam Battle Axe cái nữa. Bro, dài thế. Bro, chưa chết nữa. Chết. Chưa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Chưa, tại sao lại nó trượt? Anh rút lại lời đó. Rồi, anh rút lại. Cộng 10 vô chút. Chú. Mà tôi ngỡ là trượt nhưng mà kiểu cũng rút cây đàn lại thì nó kéo ngang cái người con đấy. Tôi ngỡ là trượt. Auto-tune rất nhanh. Auto-tune. Lại đi. Cũng rút lại xong quay một đường. Tính tao kiểu fly được ngầu rồi. Cho miêu tả đoạn kết liễu. Sau khi mà cái cây nó đập xuống hụt thì có ai dở nó lên, nhưng mà cái khúc dở lên không ngờ nó lại trúng sạc ngang người con đấy. Cây ghét cái đèn lên vai, sau đó dở xuống fly được cái miệng trong cái cần đèn lè ra cười cái. Cái đất mòn cười cái. Thấy ghê quá ba. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Chết rồi vì diễn ra. Đây. Châu. Ok. Sau khi mà thấy Ray nằm xuống giả chết, xong rồi Châu mới nhảy qua 315. Châu nhảy qua đầu xe, Châu lướt cầm cái đèn, mới quăng qua đầu xe trước rồi, xong rồi Châu lướt qua, xong rồi là giúp cái đèn lại. Lộn hai vòng đứng để đánh. Xong rồi giúp cái đèn lại. Ném cái đàn vì nó rất nặng, ném như búa của Thor, xong bay xe. Xong rồi lấy cái đèn quên bảo đầu ấy con im mày. Ok. 12 đúng rồi, 14. 14, chốt, bao nhiêu đam? 14. Đam thì đam là không đam. Chạm nhẹ thôi. Sau khi Châu chạm nhẹ có yêu cái thì bắt đầu là mấy cái là Healing Word ông cast lên level 2 cho Michael. Hay là cho chính mình đi. Rồi chính mình tự chỉnh máu. Châu lúc này mới bắt cái đèn xong tay hơi bị rung. Không. Cứu. Ok. Yeah. em bắn bằng bản thể chính nhá. Đi. 17. Ok. Phiên đạn lần này bắn vòng cũng hơi khó nên là anh quyết định rách sắc. đúng rồi. Đây là sự kết hợp của Michael và Thế Thân. Michael bắn vòng xong rồi đợi đến khi viên đạn đến ngay trước mặt của Thế Thân. Thế Thân bắn một viên khác để chỉnh hướng viên đạn. Đấy là quay người bắn một viên đứng. Quay một cái nhà chúng ta hai con im. Ok anh làm đi. Yes sir. Tăng lương gấp. Phải tăng lương rồi. Rồi sẽ xài 25 feet di chuyển để nhảy qua chiếc xe này, xong bay 360 độ bắn cái đầu con game đang bị hypnotic pattern. Ok. 360 no scope, let's go. Oh no. Ok, hiện tại còn đúng một con im là mọi người có dễ dàng có thể kết liễu. Hiện Thiện lăn đi 4 xe máy kết liễu. Thế rồi nhảy. Có Ray. Ok, Ray giống vậy đến với hai em này, nhưng mà sau khi nó rất là dễ dàng bị Michael bắn hạ thì cô ấy lao lên nóc xe, phi bay lên phi là thẳng con này, cầm cái cần đèn gõ vô đầu nó. Cái đèn kêu lên một cái tiếng tạch
cái dây đứt, con im chết và đứng nhìn cái đàn bị đứt dây. Ok. Bạn sao cho nên nhạc được bạn ơi. Rồi cái đàn có liếm, có đàn có liếm mua im phải không? Liếm. Đàn ơi, liếm nữa. Liếm. Và với vậy, tất cả bọn ác quỷ ở trong khu vực này đã được kết liễu. Nhìn xung quanh cũng hơi hoang tàn như một tí, nhưng mà collateral damage sẽ có các cái đội khác, đội cứu thương dọn dẹp sau. Nhiệm vụ của biệt đội át cơ, hay có người còn gọi là át chủ của những trái tim, đã xong ở đây. Mọi người có thể tự miêu tả lên xe đi về. Gray đứng lên vũ vũ hai cái cánh. Tôi không đi xe của cậu. Chờ đây coi lại đâu. cái cây vĩ kia đâu mình. Máu không. Không phải Michael, không phải là mua cái vĩ mới. Trước có thì Michael đi lại gần thế thân đưa cho một sắp tiền nhỏ rồi. Ngày mai cũng giờ này hả? Muốn quát được, muốn quát đi. Muốn quát và con cái câu muốn quát đi. Cần tiền muốn quát cả lắm. Có người đi bộ, quyết định đi bộ, có người lên xe và mọi người băng qua những con phố đèn neon tuyệt vời của Dazzling luôn. Lúc đó màn hình hiện lên biệt đội át cơ title screen. Câu chuyện về biệt đội át cơ sẽ còn tiếp tục. Liệu họ có tìm ra nguyên nhân của những vụ ác quỷ tấn công này, họ có ngăn chặn được chúng, và thành phố Dazzling Water rồi sẽ ra sao? Hãy đón xem tập tiếp theo của biệt đội át cơ. Subscribe để không lỡ video mới. Và nếu bạn thích kiểu nội dung D&D đậm cá tính cùng âm nhạc như thế này thì like và comment ở bên dưới để cho mình biết còn làm thêm nhé.